Xin chào các bạn đã đến với kênh Pikachu Review Phim. Hôm nay mang đến cho các bạn một bộ phim kinh dị, được chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Stephen King. Bộ phim với tựa đề Nghĩa Địa Thú Cưng từng bị cấm chiếu ở Việt Nam do chứa nhiều hình ảnh kinh dị ám ảnh. Những ai có tâm lý yếu nên cân nhắc trước khi xem. Không để các bạn đợi lâu, bắt đầu vào thôi nào. Nhân vật trong bộ phim là gia đình của bác sĩ Louis. Do quá chán nản với cuộc sống hối hả bon chen bên ngoài thành thị, anh ta đã đưa vợ và hai đứa con chuyển đến sống ở một căn nhà vùng ngoại ô thành phố. Nơi này nằm giữa khu rừng rậm rạp, xung quanh có rất ít người qua lại. Bọn họ dự tính sẽ bắt đầu cuộc sống mới tại đây. Vào ngày đầu tiên khi vừa mới chuyển đến, cô vợ dây trổ cùng đứa con gái Enly đã vô tình nhìn thấy một nhóm trẻ con đầu đội mũ hình thú đang mang xác một con vật đi ngang qua nhà, hướng thẳng vào khu rừng rậm, dường như chúng đang thực hiện một nghi lễ nào đó. Vào ngày hôm sau, Enly vì bản tính tò mò của trẻ con đã quyết định lén đi vào khu rừng để thám hiểm. Cô bé đi đến một bãi đất trống, phía trên có tấm bảng để tựa Nghĩa Địa Thú Cưng. Tại đây có rất nhiều ngôi mộ cho thú vật nằm rải rác khắp nơi. Enly chú ý đến bức tường bằng gỗ cây chặn trước mặt. Vừa định leo qua thì một ông lão bất ngờ xuất hiện. Ông ta là hàng xóm sống ở gần đây, khuyên Enly đừng nên bước qua bức tường nếu không muốn chuyện xấu xảy ra với mình. Về phía Louis, trong lúc đang làm việc ở bệnh viện, bỗng có một thanh niên da màu bị thương nặng vừa được chuyển đến. Cậu ta không may bị tai nạn giao thông, một bên gương mặt chảy đầy máu. Louis cố gắng cứu chữa, thế nhưng vì vết thương quá nặng nên cậu thanh niên đã chết ngay sau đó. Mặc dù đã trải qua nhiều trường hợp như vậy, thế nhưng Louis vẫn cảm thấy đáng tiếc cho cậu thanh niên trẻ. Đang ngồi một mình trong phòng, bất ngờ cậu ta ngồi dậy khiến Louis sợ chết khiếp. Lúc này một nữ y tá bước vào. Louis nhìn lại thì thấy thanh niên kia vẫn nằm trên giường bất động. Anh ta tự trấn an đây chỉ là ảo giác. Tối hôm đó, gia đình Louis có hẹn ăn tối cùng với ông lão hàng xóm. Ban đầu mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau. Tuy nhiên khi Louis hỏi đến nghĩa trang thú cưng ở gần nhà, nét mặt ông lão liền tối sầm lại. Ban đầu Louis không hiểu chuyện này có ý nghĩa gì, cho đến khuya hôm đó, anh đang ngủ thì nghe thấy tiếng động lạ. Cánh cửa phòng trước mặt lại thông với bên ngoài khu rừng. Trước mặt Louis chính là nghĩa địa thú cưng. Anh ta định leo qua bức tường hàng rào, bất ngờ bị một cánh tay giơ ra nắm lấy chân. Cậu thanh niên lúc chiều từ đâu xuất hiện, hét lên rằng đừng bước qua đây. Louis giật mình tỉnh giấc, thì ra chỉ là cơn ác mộng. Thế nhưng khi anh ta bỏ chăn ra, bỗng phát hiện chân mình dính đầy bùn đất. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này? Trong lúc Louis đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ, bỗng ông lão hàng xóm gọi đến có chuyện gấp. Thì ra con mèo nhà anh tối qua đã bị tai nạn. Nó chạy sang đường thì bị một chiếc xe tông phải, khiến xương đầu đã bị gãy nát. Louis cảm thấy tiếc nuối, đây là con mèo mà con gái anh yêu thích nhất. Tối hôm đó, ông lão đã đưa Louis vào nghĩa địa thú cưng để mai táng cho con mèo. Nhìn thấy anh gương mặt buồn bã, ông lão sau một hồi lâu suy nghĩ, đã quyết định không chôn con mèo tại đây, mà đưa Louis đi qua bức tường hàng rào. Nơi này có không khí vô cùng kỳ lạ, xung quanh đầy sương mù lạnh lẽo. Ông lão đưa Louis đến một mỏm đá, bảo anh hãy chôn con mèo tại đây. Louis không hiểu gì nhưng vẫn làm theo. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, sáng hôm sau, Louis cùng dây trổ đã đến giường của cô con gái Enly, định an ủi cô bé về cái chết của chú mèo cưng. Thế nhưng Enly bất ngờ bảo rằng, chú mèo cả tối hôm qua đã nằm bên trong tủ đồ với mình. Louis nghe xong vô cùng sửng sốt. Anh ta từ từ tiến lại chỗ chiếc tủ, mở ra thì thấy con mèo đang nằm bên trong. Mặc dù toàn thân đầy máu nhưng nó vẫn còn sống. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Kể từ ngày hôm đó, những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy đến với gia đình Louis. Cô con gái Enly nhìn thấy chú mèo toàn thân dơ dáy, người bốc ra thứ mùi hôi kỳ lạ, cô bé định đưa nó vào nhà tắm. Thế nhưng con mèo trong phút chốc trở nên hung bạo, liền cào vào tay Enly một vệt dài. Tối hôm đó, trong lúc hai vợ chồng Louis đang thân mật với nhau, bỗng con mèo gắp theo xác một con chim bỏ lên giường, ăn thịt nó ngấu nghiến trước sự hoảng hốt của hai vợ chồng. Chuyện chưa dừng lại ở đó, Louis ngày hôm sau phát hiện, con mèo đang trốn bên trong chiếc nôi của đứa con trai nhỏ, định làm hại cậu bé. May mắn là anh ta đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Cảm thấy chuyện này càng ngày càng đi xa, Louis liền đến nhà ông hàng xóm và hỏi cho ra lẽ. Ông ta cuối cùng cũng chịu thú nhận rằng mảnh đất phía sau khu rừng trước đây từng thuộc bộ tộc da đỏ. Nó được đồn đại có khả năng hồi sinh thú vật. Trước đó nó cũng từng hồi sinh chú chó của ông lão. Tuy nhiên sau khi được hồi sinh, chú chó trở nên hung bạo hơn trước rất nhiều. Ông lão không còn cách nào phải ra tay tiễn đi một lần nữa. Nghe xong những lời này, Louis nghĩ rằng không thể giữ con mèo lại được nữa. Anh định tiêm cho nó một liều thuốc trợ tử. Thế nhưng nhìn thấy con thú cưng này đã ở với mình nhiều năm như vậy, cuối cùng anh không nỡ ra tay, đành lái xe đến một nơi cách xa ngôi nhà rồi thả con mèo ở đó. Vài ngày sau là sinh nhật của cô con gái Enly. Vì con mèo yêu quý đã mất tích nên cô bé tỏ ra buồn bã, dù được bạn bè tặng những món quà đắt tiền nhưng cũng không chút bận tâm. Louis thấy vậy liền đến động viên an ủi con gái.
mọi người sau đó bắt đầu chơi trốn tìm với nhau. Enly trong lúc đang trốn, đã vô tình đi ra đường và thấy chú mèo của mình ở đằng xa. Vô cùng vui mừng liền chạy đến ôm lấy nó, không biết rằng từ đằng xa, một chiếc xe tải đang lao đến với vận tốc chóng mặt. Mọi người bên trong bỗng nghe thấy một tiếng động lớn, liền chạy ra ngoài kiểm tra. Louis không tin vào mắt mình, cô con gái của anh đã bị chiếc xe tông phải, khiến cô bé nằm chết tức tưởi bên đường. Sau bi kịch khiến cả gia đình tan vỡ, Rachel không muốn ở lại ngôi nhà mà quyết định đưa con trai rời khỏi đó. Tuy nhiên Louis lại không rời đi vội. Trong đầu anh ta đã nảy ra một ý tưởng điên rồ. Nếu nghĩa địa thú cưng có thể hồi sinh động vật, vậy thì còn con gái thì sao? Nghĩ đến đây, Louis liền quyết định đánh liều. Khuya hôm đó anh ta ra mộ con gái, đào xác cô bé lên và mang vào trong khu rừng sâu, chôn bên dưới một mỏm đá, hy vọng có phép màu xảy ra. Quả nhiên đúng như ước nguyện của Louis. Anh ta sau khi về nhà, đã thấy dưới sàn có những dấu chân màu đen. Khi Louis bước vào phòng cô con gái, bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Vừa xoay đầu lại đã thấy Enly đứng trước mặt, người cô bé dính đầy bùn đất. Louis vỡ òa vì sung sướng. Anh ta cuối cùng đã thành công hồi sinh cô con gái. Louis sau đó mang cô bé vào nhà tắm, rửa sạch mùi hôi thối trên người. Thế nhưng mặc dù đã cố tắm nhiều lần, nhưng vẫn không tài nào tẩy được mùi hôi đó. Louis vạch tóc của cô bé, nhìn thấy một đường kim may bằng thép vô cùng đáng sợ. Louis nhớ lại lời ông lão hàng xóm, dù vậy nhưng anh ta vẫn cố trấn an bản thân, tự ép mình xem đây là cô con gái thật, nhất định sẽ không có gì xấu xảy ra ra đâu. Ngày hôm sau, Louis vừa xuống nhà thì thấy Enly đã ở đó từ lúc nào. Cô bé dường như tối qua không hề chợp mắt. Enly sau đó bỗng nổi cơn hung dữ, ném phá đồ đạc khắp nơi trong nhà, mặc do Louis cố gắng ngăn cản. Lúc này ông lão hàng xóm ghé thăm. Ông ta như biết được kế hoạch của Louis, còn cảnh báo anh ta đừng mơ tưởng đến việc hồi sinh con gái, bằng không hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Lúc này Enly đang trốn trong góc nhà, lén lút nghe cuộc nói chuyện của bọn họ. Ông lão hàng xóm sau đó đang quay trở về nhà, bỗng linh cảm có thứ gì đó đằng sau lưng. Ông ta quay đầu lại thì thấy Enly đang đứng nhìn ông từ ô cửa sổ. Ông lão tỏ ra hoảng sợ, liền nhanh chóng về nhà khóa cửa lại. Bỗng nghe thấy trên lầu có tiếng động. Ông ta cầm súng từ từ bước lên, bất ngờ liền bị Enly chém một nhát vào chân, khiến ông ta loạng choạng té xuống lầu. Cô bé sau đó lạnh lùng đeo chiếc mặt nạ, tiễn ông lão về nơi chín suối. Mặt khác, Rachel hôm đó đã đưa con trai quay trở về ngôi nhà vì lo cho chồng. Cô ta kinh hoàng không tin vào mắt mình, khi thấy trước mặt chính là đứa con gái Enly đã mất. Cô bé sau đó tiến đến ôm chầm lấy Rachel, tuy nhiên cô ta chỉ lạnh lùng né tránh, cho rằng đây không phải là sự thật. Việc này khiến Enly vô cùng tức giận. Tối hôm đó, cô bé đã cầm dao bí mật đi vào phòng Rachel, định giết chết cô ta. Rachel sợ hãi liền ôm đứa con trai bỏ chạy. Đứng trước sự truy sát của Enly, cô ta lấy hết sức ném đứa con trai ra ngoài cửa sổ. May mắn là Louis đã đứng bên dưới đón lấy. Mặc dù đã thành công đưa con trai đến chỗ an toàn, thế nhưng Rachel thì lại không may mắn như vậy. Cô ta bị Enly đâm vào bụng, sau đó dần dần mất máu mà chết. Về phía Louis, sau khi đưa con trai vào trong xe, thì liền chạy lên lầu để cứu vợ mình. Tuy nhiên khi đến nơi thì đã quá trễ. Lúc này Enly từ phía sau lao đến, đập một phát vào đầu Louis khiến anh ta bất tỉnh. Enly sau đó kéo theo thi thể của mẹ từng bước tiến vào khu nghĩa địa. Louis sau khi tỉnh dậy cũng liền chạy theo con gái. Khi anh ta vừa đến nơi, bất ngờ Enly từ đâu xuất hiện lao lên người Louis. Anh ta cố gắng khống chế đứa con gái, định ra tay thì Enly bảo rằng nó đã chọn cho mẹ được một chỗ chôn cất rất tốt. Louis chưa hiểu chuyện gì, bất ngờ bị một thanh sắt từ đằng sau đâm xuyên qua người. Thì ra Rachel cũng đã được hồi sinh từ cõi chết. Cô ta sau khi giết chết chồng của mình, cũng đưa xác anh ta chôn cất ngay giữa khu nghĩa địa. Cuối phim vào sáng hôm sau, cậu con trai nhỏ vẫn còn ngồi chờ trong chiếc xe ô tô. Lúc này bố mẹ và chị gái cậu từ đằng xa bước đến. À mà quên, còn có cả hoàng thượng nữa. Số phận của cậu bé sẽ như thế nào, các bạn thử đoán xem nhé. Bộ phim đến đây cũng đã kết thúc. Nhớ bấm like, đăng ký ủng hộ kênh Pikachu Review Phim nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những bộ phim kinh dị kế tiếp. Xin chào tạm biệt.